Truyền thông phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hân hạnh thông báo đã nhận được sự hỗ trợ từ hai nhà hảo tâm ở Mỹ để cung cấp bữa ăn sáng chay miễn phí vào mỗi buổi sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần cho người nhà bệnh nhân ung thư và các thầy thuốc nhân viên tại phòng khám. Bữa ăn sáng chay được bắt đầu từ tháng 7 năm 2024 là một phần trong nỗ lực của phòng khám nhằm hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Bữa sáng chay bao gồm các món ăn đa dạng và bổ dưỡng, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự hỗ trợ này là vô cùng quý giá đối với phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không được các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người nhà bệnh nhân ung thư và thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng đối với những người đang trong giai đoạn khó khăn. Phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không được các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai nhà hảo tâm đã hỗ trợ chương trình ý nghĩa này. Đồng thời, phòng khám cũng kêu gọi các nhà hảo tâm khác chung tay góp sức để tiếp tục duy trì chương trình và mang đến nhiều hơn nữa những hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Ý nghĩa chương trình bữa sáng chay miễn phí tại phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không, các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ người nhà bệnh nhân ung thư giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp họ có thêm thời gian và an tâm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, cải thiện dinh dưỡng cho người mơ bệnh nhân. Bữa sáng chay đầy đủ dưỡng chất giúp nâng cao sức khỏe đề kháng, hỗ trợ quá trình hỗ trợ điều trị ung thư, tạo dựng tinh thần lạc quan, mang đến sự ấm áp, chia sẻ và động viên cho bệnh nhân và gia đình, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Gắn kết cộng đồng, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với cộng đồng đối với những người đang mắc bệnh ung thư. Mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý giá và sẽ góp phần mang đến những điều tốt đẹp cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong thời gian qua. Là vừa qua 2 tuần 3 tuần, khoảng 3 tuần đi về Mỹ, sắp xếp công chuyện bên đó rồi xong rồi bữa nay ngày đầu tiên trở vô phòng khám tiếp tục làm việc tiếp. Với có một tin mừng là về Mỹ có hai bà chị cũng lớn tuổi rồi, một bà chị cũng 80, bà chị cũng mấy mấy ủng hộ đóng góp tiền để mua bánh mì đóng góp cho phòng khám, một tuần làm hai ngày, thứ ba với thứ sáu phát bánh mì không cho bệnh nhân với người nuôi bệnh đó, một tuần làm 2 ngày, thứ ba với thứ sáu, thì hai bà chị đó ủng hộ đóng góp làm mỗi tháng vậy đó. Thì cái đó thì cũng cảm ơn hai bà chị làm mạnh thường quân đóng góp của ít lòng nhiều. Còn vừa rồi mấy tuần mà mình phát làm bánh mì cho nhân viên ở đây ăn á, mỗi tuần thứ ba đó của mạnh thường quân của em Xuân, thì bây giờ dứt điểm rồi, xong rồi. Em Xuân ở Mỹ á, mấy mấy tháng vừa qua đó thì đã xong, bây giờ thì mình tiếp tục làm nhận mạnh thường quân ở hai bà chị bên Mỹ và đóng góp để phát hai bánh mì cho bệnh nhân với người nuôi bệnh tuần 2 ngày đó. Thì sau này có gì mới thì thông báo sau. Có tính rồi là trở về trước tuần này, trước cái ngày tổ chức sinh nhật cha, thì còn ủng hộ đóng góp để phụ công việc bữa đó ra viện với sinh nhật cha, nấu ăn phụ làm công việc cũng cũng sẵn sàng, cũng vui ngày sinh nhật với cha vui, nhưng mà cũng buồn là tại vì ngày sinh nhật mà không thấy cha, năm đầu không có cha. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Thượng Thương Cho Không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hân hạnh chia sẻ tin vui về trường hợp của bệnh nhân Ngô Duy Cát, 67 tuổi,
đến từ tỉnh Nam Định đã được hỗ trợ điều trị thành công ung thư phổi và phế quản, di căn sang xương, ổ bụng và thận. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư, sức khỏe của bệnh nhân Ngô Duy Cát đã ổn định và chuẩn bị về sum họp với gia đình vào ngày 2 tháng 7 tới đây. Bệnh nhân Ngô Duy Cát đến phòng khám viết đơn xin hỗ trợ điều trị ung thư. Trong tình trạng sức khỏe yếu, mệt mỏi, đau nhức khắp người, kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn sang xương, ổ bụng và thận. Do tình trạng bệnh nặng và khả năng đáp ứng với các phương pháp hỗ trợ điều trị y khoa hiện đại không còn cao, gia đình bệnh nhân đã tìm đến phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, với hy vọng tìm kiếm một tia hy vọng. Tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy để hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân Ngô Duy Cát được áp dụng phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư bài bản, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, bao gồm sử dụng thảo dược, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu. Nhờ sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, sự hợp tác tích cực của bệnh nhân, sức khỏe của ông Ngô Duy Cát đã dần cải thiện rõ rệt. Sau gần 3 tháng hỗ trợ điều trị, các triệu chứng bệnh của ông đã thuyên giảm đáng kể, các khối u di căn có dấu hiệu thu nhỏ. Hiện tại sức khỏe ông Ngô Duy Cát đã ổn định, có thể tự đi lại, sinh hoạt và ăn uống bình thường. Bệnh nhân Ngô Duy Cát chia sẻ: tôi vô cùng biết ơn phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không, các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã cho tôi cơ hội được sống thêm. Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi gần như tuyệt vọng, nhưng may mắn thay, tôi được giới thiệu đến phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không, được các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và được hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với học hiện đại. Nhờ vậy sức khỏe của tôi đã cải thiện rõ rệt. Và giờ đây, tôi có thể tiếp tục sống vui vẻ bên gia đình. Xin cảm ơn. Câu chuyện của bệnh nhân Ngô Duy Cát là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư từ y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không, thì các thầy nên hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Cam kết luôn hỗ trợ hết mình để mang đến cho bệnh nhân ung thư những phác đồ hỗ trợ điều trị hiệu quả, an toàn, giúp họ chiến thắng với căn bệnh quái ác và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Xin trân trọng. Tôi là Ngô Duy Cát, đến từ Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định. Đấy, chúng tôi không chê được. Thật sự mà không còn gì để mà nói, thật sự mà từ các thầy cho đến tất cả các gì mọi người này, đều hết lòng hết ý, tận tâm thật, không có một điều gì mất lòng ai cả. Cho nên là thôi thì mình nhờ với nộp quả cha và các thầy được như vậy, mọi người đều quý cả, cho nên mà tôi được hưởng đây thì tôi cảm đến giờ là cảm ơn các thầy nhiều lắm rồi, chứ không dám chê trách một cái điều gì cả, vì công nào của các thầy giúp tôi như vậy, về nhà cũng không bao giờ tôi quên thật. Còn được sống bao nhiêu năm nữa thì tôi sẽ không bao giờ quên. Cầu nguyện cho cha, rồi cầu nguyện cho các thầy khỏe mạnh để mà làm công việc vất vả như thế nào. Thôi, nó là như vậy thì cảm ơn tất cả. Thưa chú, vậy thì bây giờ chú có thể so sánh là lúc vô là chú bị bệnh gì ha, rồi qua thời gian điều trị sức khỏe của chú hiện tại là như thế nào? Đấy thì như mọi người đều biết, cách đây hơn 2 tháng khi tôi vào là tôi đang là điều trị ở ngoài bệnh viện phổi trung ương, nhưng mà tôi nghe biết được tin này cái là cha cái là như vậy, cho nên tôi bỏ tôi về thẳng không ở. Ngày kia là truyền hóa chất rồi, nhưng mà sáng nay tôi quyết định hai vợ chồng
khi vào đây là không thiết gì cả, nhưng mà vững lòng tin nên là trước thì tôi vào là thấy mỗi ngày nó khác. Chứ còn nếu như cứ ở Hà Nội, cứ ở bệnh viện phổi thì truyền thêm một đợt hóa chất nữa thì tôi chết. Cho nên là thôi thì khi tôi ra về, tôi bay vào đây luôn. Vào đây thì mọi người xem đầu tôi hóa nó ăn hết tóc, không còn một cái sợi tóc nào trên đầu. Mà trong khi đó là tháng 9, tháng 7, 8 năm ngoái là đầu tôi tóc tôi vẫn còn xanh đen mà rậm chứ không như thế này. Mà cho đến tháng đến Tết là bắt đầu là hết tháng 12 là bắt đầu rút, không còn một sợi tóc nào trên cái chân núi thế nào. Thì thôi vào đây là mọi người xem thấy ai cũng khiếp, hai cái chân này nó sưng từ trên xuống dưới hay dưới bàn chân không đi nổi, gọi là đi bước từng bước một nó sưng lên không thể sò đi dép được, cả hai bàn chân đều như vậy. Vậy rồi mà rồi thật đúng là cảm ơn Chúa, có một tháng rồi tôi đi dép, có nửa tháng rồi tôi đi dép. Rồi là tôi rồi đến nay ăn uống ngủ nghỉ đi lại rồi đến nay là thật sự là tôi ăn uống rất ngon lành, ăn uống theo đúng cái pháp đồ của cha để lại mà không có dám ăn sai gì. Thì thấy ngon lành ngon miệng, mỗi một điều là người nó chưa được béo khỏe nên vì béo hẳn nên vì khỏe thì khỏe rồi chưa được béo nên vì cái cũ nó để lại đến giờ này nó để lại cho vẫn còn đeo đẳng cái mà người nó xuống như vậy. Chứ còn trước thì tôi béo khỏe lắm, béo lắm, chứ còn khỏe bây giờ tôi khỏe rồi thì tôi biết làm sao được. Cảm ơn Chúa là Chúa đã cho được đến như ngày nay này, đêm ăn uống ngủ ngon không có sao hết, sáng dậy sớm 4:30 năm gần 5 giờ là dậy đi thể dục, chân tay không mệt mỏi gì. Trước ngày đó cách đây một 3 tháng về trước là thậm chí là nhìn những người dắt cái xe máy mà khiếp lắm, chứ chưa nói mà đi. Thế bây giờ tôi đi xe máy thoải mái này, không sao, ngon này. Thì tôi vừa đi lấy ở trên bệnh viện này đưa cho thầy xem, thầy bảo tôi thì đến mùng hai là thầy cho xuất viện cả. Còn với này đến nay tôi đã khỏi gần như là trăm một trăm, trong người không còn cái gì, chỉ còn nó vương vấn lại cái yếu đuối một tí thì nó là do cái hóa chất của bệnh viện mấy tháng vừa qua nó để lại, nhưng cái sức khỏe nó không diệt hạ cái sức khỏe của tôi nó quá đáng, cho nên là hao tiền tốn của mà là sức khỏe không còn. Nếu không có thật sự mà không có không biết mà vào đây sớm thì ở ngoài một tháng thì không chắc có sống được thật, vì sức khỏe không có hết rồi mà hóa thì cứ đưa vào. Cho nên là thôi thì đến bây giờ là cũng hết lòng cảm ơn Chúa, cảm ơn cái lòng của cha để lại cho các thầy rồi tất cả mọi người. Đến giờ lại là tôi khám xong
các thầy xem rồi này, bệnh viện khám xét nghiệm đầy đủ các thứ rồi, thì tôi được đến mùa 2 này là thầy vừa nói là tôi được ra viện, tôi cho về. Thì thôi thì trong nhờ ơn Chúa, về nhà tôi cũng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đi, cũng cứ giữ theo cái nội tình của các thầy ở trong này cho biết, để mình giữ cái sức khỏe của mình. Cảm ơn bề trên và cảm ơn các thầy như vậy. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Trong vui sướng, anh đi trong nước mắt.
mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương Chúa Trời, lon niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Ôi đồng dân làng sức sống, người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị
nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.